Kính chào quý khán giả của Carolina TV. Đề tài tuần lễ thứ 3 tháng 6 năm 2017. Nói dai, nói dài, nói sảng. Thưa quý vị, ông bà ta có câu nói phải cụ cải cũng phải nghe. Nhưng nếu cứ nói dai và nói dài thì hóa ra nói sảng. Đó là hậu quả của Hội nghị Trung ương năm khóa đảng 12 từ ngày 5 đến 10 tháng 5 2017 tại Hà Nội với ba nghị quyết được thành hình. Thứ nhất, nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thứ ba, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các nghị quyết này tuy dài dòng văn tự nhưng không có gì mới hơn hình ảnh già nua, căn cỗi và tư tưởng lạc hậu của 44 tác giả trong Hội đồng Lý luận Trung ương do Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cầm đầu. Các thành viên của hội đồng này tuy có học hàm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và phó tiến sĩ, nhưng suy tư của họ lại chưa ra khỏi lũy tre làng, nên cứ khăng khăng Việt Nam đổi mới nhưng không đổi màu hay hội nhập mà không hòa tan. Vì vậy, họ đã ngăn chặn mọi đề nghị đảng cần đổi mới chính trị song song với đổi mới kinh tế, mở rộng dân chủ và trả lại tự do cho dân để đưa đất nước tiến lên. Trong nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, họ viết nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vân vân có ai hiểu họ nói cái gì không hay những cái đầu đất bùn nhiều hơn ốc thịt đã cố ý lý luận vòng vo như thế chỉ để thắt vào một cái nút là đặt nền kinh tế vào quản lý của nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sau cương lĩnh Đảng Quốc hội của đảng cử dân bầu cũng nhai lại viết trong điều 51 Hiến pháp năm 2013. Nền kinh tế Việt Nam là, là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Cuối cùng bàn tay nhà nước cũng dành làm tất cả như ghi trong điều 52 rằng nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước thúc đẩy liên kết kinh tế vùng bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. Đã lập đi lập lại như thế mà trong nghị quyết trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội đồng lý luận trung ương vẫn chưa biết chán nên tô vẽ tiếp rằng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việt nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế đông. Đến đây hẳn có người sẽ phải thốt lên, biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng ít ai biết họ càng nói nhiều thì càng giúp cho sổ lương của họ tăng cao. Tưởng nói dai như thế chưa đủ nên họ còn khoe mà không biết ngượng rằng tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới có hệ thống pháp luật cơ chế chính sách và các yếu tố thị trường các loại thị trường đầy đủ đồng bộ vận hành thông suốt gắn kết chặt chẽ với các nền kinh tế trên thế giới. Nói huyên tuyên như thế rồi đảng lại thú nhận sau 30 năm đổi mới vẫn còn nhiều bất cập như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm, cải cách hành chính còn chậm, tiến bộ và công bằng xã hội còn nhiều bất cập. Bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng, xóa đói giảm nghèo còn chưa bền vững, cơ chế kiểm soát quyền lực, phân công phân cấp còn nhiều bất cập, quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế vân vân. Ngoài ra đảng còn đổ tội thất bại cho đảng viên vì họ nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đủ rõ tư duy bao cấp còn ảnh hưởng nặng nề năng lực xây dựng và thực thi thể chế còn nhiều bất cập chưa theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường lý luận lung tung beng như thế nhưng hội đồng lý luận trung ương lại cứ muốn bảo vệ cách thua lỗ cho bằng được khi khẳng định doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước có ai biết tại sao cái hội đồng này lại muốn để cho doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai then chốt mãi khi mà vẫn làm ăn thua lỗ không bởi vì cương lĩnh Đảng 2011 đã ngồi lên cả hiến pháp để khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hãy nghe Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét rằng nhìn chung hiệu quả kinh tế và đóng góp của phần lớn doanh nghiệp nhà nước còn thấp chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư, thậm chí còn làm ăn thua lỗ thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, theo báo liên kết doanh nhân Việt Nam, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thì nhiều diễn giả tại hội nghị kết luận rằng đến nay doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế. Trong khi đó tại hội nghị trung ương năm ngày 5 tháng 5 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cũng phải nhìn nhận rằng không ít doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát tham nhũng lãng phí tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đắp chiếu làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia gây bức xúc trong nhân dân vân vân. Hậu quả đen tối như thế mà đảng và nhà nước vẫn tìm mọi cách để bảo vợ bảo vệ miếng cơm cho nhau trong doanh nghiệp nhà nước thì có phải đảng đã đặt quyền lợi phe nhóm lên trên quyền lợi của nhân dân không hay đảng đã hoàn toàn đầu hàng các nhóm lợi ích đang rút tỉa máu thịt của đất nước do đó không ai ngạc nhiên khi thấy đảng muốn quay ra kiểm soát cả doanh nghiệp tư nhân như đã ghi trong nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đảng sẽ đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của đảng và nhà nước bằng chứng muốn ăn chùm đã thấy ghi trong nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Không những thế, Đảng còn chỉ thị mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi tay sai được phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân. Như vậy thì bày ra trò ve vãn kinh tế tư nhân để làm gì nếu không phải là vừa ăn cháo vừa đá bát trên sức lao động và màu hôi nước mắt của nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân. Hành động như thế thì không phải là mê sảng hay sao thưa ông tổng bí thư nguyễn phú trọng trần hưởng đúc kết và trình bày bài viết của nhà báo phạm trần kính chào quý khán giả của carolina tv